Thưa quý khán giả, tháng 7 năm 2020, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến nhà bà Đặng Thị Quyến ở ấp Ao Gòn, xã Tân Lân, huyện Cần Đước. Bà Quyến sinh năm 1923, đến nay đã 97 tuổi, vừa bị bệnh đột quỵ gần 2 tháng nay. Hiện đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, không còn khả năng giao tiếp bằng lời nói, không tự đi lại được mà luôn nằm trên giường bệnh, ăn uống và sinh hoạt cá nhân đều do người thân trợ giúp. Câu chuyện để chúng tôi thực hiện phóng sự này là sự thương tâm về một cụ bà đã ngoài 90 tuổi, phải ủy quyền cho con bắt đầu đi khiếu kiện để xin được đăng ký nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình. Từ hơn 5 năm nay vẫn chưa xong mà chưa biết đến bao giờ bà mới được toại nguyện khi sự sống và cái chết đang như sợi chỉ treo lơ lửng trước gió. Trước năm 1975, bà Quyến có 2 thửa đất được xác định sau này là các thửa 2609, diện tích 1093 m2 và thửa số 2610, diện tích 580 m2 do cha mẹ bên chồng chia cho bà. Đến năm 1975, bà Quyến giao đất này cho con trai là Lê Giang Quý và con gái là Lê Thị Kìa, có chồng là Biện Hữu Ngàn cùng sử dụng và lần lượt xây 3 ngôi nhà trên 2 thửa đất này mà không xảy ra tranh chấp trong các anh chị em là cô cậu ruột với nhau. Năm 2015, chồng bà Quyến qua đời, bà liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Tân Lân lập thủ tục thừa kế mới phát hiện ông Ngàn là người con rể chồng của bà Kìa cùng người con là chị Tiền đã đứng tên hết. Do quyết định hành chính không có tác dụng trực tiếp đến bà Quyến, do đó bà Quyến không trực tiếp được thấy, được đọc quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này mà bà chỉ được biết từ ngày 26 tháng 3 năm 2015, nên bà Quyến khởi kiện yêu cầu Tòa án Nhân dân huyện Cần Đước hủy một phần quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Quý khán giả thân mến, trong quá trình giải quyết vụ án của Tòa án Nhân dân huyện Cần Đước đã xác định được hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ngàn có nguồn gốc sử dụng là do cha mẹ để lại. Nhưng ông Ngàn là con rể của bà Quyến, không chứng minh được việc bà Quyến có hợp đồng cho tặng ông Ngàn, nên quyền sử dụng đất của ông Ngàn chưa được xác lập hợp pháp, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đầy đủ. Căn cứ nguồn gốc và hồ sơ đăng ký thiếu hợp đồng cho tặng nên Tòa án Nhân dân huyện Cần Đước cho rằng Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước trao quyết định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ngàn là không đúng trình tự thủ tục và trái đối tượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ những căn cứ nêu trên, Tòa án Nhân dân huyện Cần Đước đã có bản án hành chính sơ thẩm số 06/2016 chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thị Quyến đối với Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước về việc khiếu kiện quyết định hành chính tuyên hủy một phần quyết định số 301 ngày 31 tháng 1 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 25 hộ, trong đó có ông Biện Hữu Ngàn. Đồng thời, quỹ 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước đã cấp cho ông Biện Hữu Ngàn và con là Biện Thị Kim Tiền. Để có được kết quả như vậy, bà Quyến yên tâm và tin rằng sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với các thửa đất trên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bản án của Tòa án Nhân dân huyện Cần Đước, trong nội bộ gia đình của các hộ nêu trên lại xảy ra tranh chấp, khiến sự việc đã chuyển biến theo hướng giải quyết khác, gây khó khăn khách quan chung cho chính quyền địa phương, cũng như gây mất tình đoàn kết trong anh em con cháu ruột trong gia đình. Dẫn đến việc đến nay đã gần 5 năm, sự việc vẫn chưa được giải quyết xong, chưa bên nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình phát hiện là anh rể ổng đăng ký là năm 2015. Rồi qua năm 2016 bắt đầu ông già, lúc đó ông già còn sống, bà già mới đi kiện ở ngoài tòa án huyện Cần Đước. Thì lúc đó đã có bản án, có bản án xong rồi thì gia đình mới đi là làm cái thủ tục để đến xã đăng ký cấp quyền sử đất cho bà già. Nhưng mà có nhận đơn nhưng mà đến nay thì cũng không có giải quyết gì cho bà già hết. Thì lúc đó thì giải quyết cấp đất cho anh rể tôi nữa, với lại cháu kêu bằng cậu, tức là cháu ngoại của bà già tôi đó, với lại anh rể. Rồi sau đó là bắt đầu mới đi kiện ở Long An để hủy cái quyết định đó, để xin cấp lại cho bà già. Nhưng mà cái quyết định đó thì ở lúc đó trên
toàn là không có sự tự động ở dưới đây. Ông huyện ông mới rút cái đình chỉ, mới rút lại chứ không có sự. Rồi bắt đầu mới cũng ra quyết định là giải quyết xong. À, quỹ quyết định cái đất. Rồi tôi mới về là tôi mới nhờ người ta lục cái sổ hồng. Tức là có, lúc đó là trong thời gian đó là có mấy tháng mà ủy ban đã cấp cho Biện Hữu Ngàn và Biện Kim Tiền rồi. Đó, tôi mới vô trong ngân hàng, tôi mới lục mấy cái sổ hồng ra, tôi về vô tô mới đi kiện tiếp nữa để hủy mấy cái sổ hồng này. Đó, thì trong khi kiện Long An đã hủy 3 cái sổ hồng này rồi, 4 sổ hồng này, thì bắt đầu tôi cũng tiếp tục để mà đăng ký vô xã xin đăng ký, làm thủ tục đăng ký lại, nhưng mà cuối cùng là tới nay cũng chẳng có giải quyết gì cho bà già hết. Nguyện vọng bà già là chỉ yêu cầu là có quyết định của tòa án, bây giờ bà già xin cấp đất lại theo bản án của tòa án tỉnh Long An. Bà già cũng gần đất xa trời, giờ chín mấy tuổi rồi mà bà cứ mong giờ làm sao bà thấy được sổ đỏ là bà chết cũng vừa đâu, bây giờ bà hết nói luôn rồi đó. Thì do đó là cái sự bức xúc của gia đình biết bao nhiêu mấy năm nay mà không có gì, chính quyền không có giải quyết cho gia đình. Do có sự tranh chấp trong nội bộ gia đình nên sau khi bản án hành chính sơ thẩm tháng 6 năm 2016 của Tòa án Nhân dân huyện Cần Đước có hiệu lực pháp luật, việc giải quyết lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của bà Quyến không được thực hiện đã dẫn đến những kết quả giải quyết khác nhau. Ngày 20 tháng 1 năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước ban hành các quyết định bác yêu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Quyến và công nhận quyền sử dụng đất của ông Ngàn và con là Biện Thị Kim Tiền. Đến ngày 4 tháng 8 năm 2018, theo văn bản của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An giải quyết khiếu kiện của bà Quyến, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước lại ra quyết định về việc thu hồi hủy bỏ quyết định trước đó về việc bác đơn yêu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Quyến và thu hồi hủy bỏ quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất của ông Ngàn cùng con là Biện Thị Kim Tiền cũng như của anh Lê Giang Thuận là con của ông Quý, cháu nội của bà Quyến. Hơn một năm sau, cũng trong quá trình giải quyết khiếu kiện tiếp theo của bà Quyến, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước có văn bản số 842 ngày 6 tháng 12 năm 2019 đề nghị bà Quyến nộp hồ sơ đăng ký cấp quyền sử dụng đất đến Ủy ban Nhân dân xã Tân Lân để xem xét giải quyết theo quy định. Trong trường hợp nếu có những người như ông Ngàn, bà Tiền đang sử dụng thửa đất này có tranh chấp thì bà Quyến nộp hồ sơ khởi kiện ở Tòa án Nhân dân huyện Cần Đước giải quyết theo Điều 203 Luật Đất đai năm 2013. Do không hiểu rõ nội dung văn bản trả lời đơn khiếu nại của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước, đại diện theo ủy quyền của bà Quyến cho rằng Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước không thực hiện hành vi nhận thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Quyến nên đã quyết định khởi kiện đến Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. Vụ án đã được xét xử công khai theo thủ tục rút gọn ngày 20 tháng 7 năm 2020. Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước đã có công văn trả lời số 842 ngày 6 tháng 12 năm 2019 khẳng định không cấp giấy chứng nhận quyền đất cho bà Quyến theo yêu cầu của bà theo quyết định của bản án số 134 là hoàn toàn có căn cứ đúng quy định pháp luật. Ngoài ra công văn số 842 CT hướng dẫn nói trên còn hướng dẫn cho bà Quyến nộp hồ sơ để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng lần đầu theo đúng quy định của luật đất đai tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Lân. Nhưng cho đến nay việc Ủy ban Nhân dân xã Tân Lân có nhận được hồ sơ yêu cầu cấp giấy không, không được thể hiện, đã được sự cung cấp và thể hiện tại cái tòa án này, cho nên không có cơ sở xem xét. Về án phí do yêu cầu khởi kiện bà Thịnh Quyến không được chấp nhận nên bà Quyến phải chịu án phí nhưng xem xét do bà Quyến sinh năm 2023 tuyên truyền tiêu chuẩn được đối tượng thuộc diện được miễn án phí nên không xem xét buộc bà Quyến phải nộp án phí. Với cái này trên quyết định áp dụng điều 3 khoản 2 điều 193 luật tố tụng hành chính bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thị Quyến, tuyên bố hành vi hành chính của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước không cấp giấy chứng nhận quyền đất cho bà Đặng Thị Quyến đối với các thửa 605070910 tờ bản đồ số 4 và là tại ấp Ao Gòn xã Tân Lân huyện Cần Đước và
theo yêu cầu của bà Quyết là đúng quy định của pháp luật. Bản án sơ thẩm, các hình sự đều có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ủy ban nhân dân huyện Cần Đước có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. Như vậy, đến nay, việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Quyến, Ủy ban nhân dân huyện Cần Đước vẫn đảm bảo quyền của bà và thực hiện theo quy định của luật đất đai năm 2013. Thủ tục này được thực hiện tại Ủy ban nhân dân xã Tân Lân trong thời gian nào là do quyết định của người sử dụng đất. Đây là một trong những giải pháp gỡ khó cho người dân của chính quyền địa phương trong việc giải quyết tranh chấp đất đai trong nội bộ, đảm bảo hài hòa yếu tố tôn trọng pháp luật và gìn giữ tình đoàn kết trong gia đình, thân tộc.